Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, bấm đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 20 top cần empath đến từ trang của MarketCap các bạn. Thì đây là một kèo random cho 1.000 winner may mắn các bạn. Thì các bạn khi tham gia, các bạn cân nhắc các bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click vào link mô tả của mình. Các bạn cần phải có một cái tài khoản trên comarketcap.com, sau đó các bạn login vào sự kiện các bạn. Thì mình cũng đã chia sẻ cho bạn quá nhiều về dự án trên comarketcap rồi. Thì uy tín thì 100% nhưng độ các bạn không nhận được token là cái độ mà đội bạn không may mắn thôi các bạn. Rồi bấm show này drop thôi bạn. Thì chương trình này nó phân phối đều đều các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bấm up to wallet nè. Nói gì comarketcap về sàn Binance thì Binance độ uy tín quá là lớn rồi. Rồi tiếp tục follow Twitter nè. Thì những thế này thì các bạn đã follow hết rồi. Trên comarketcap follow rồi nè. Rồi các bạn chỉ follow dự án empath thôi các bạn. Rồi bạn nhớ vô follow các bạn. Mình like nè. Thôi các bạn like nè. Các bạn có thể tweet luôn rồi bạn. Tweet lên luôn đi. Tiếp tục bắt up lên nè. Follow của MarketCap nè. Like Facebook thì mình đã like rồi vậy. Thích luôn đi. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn join tiếp 3 kênh đó nè. Rồi cô mang cáp mình ở trong đội quan. Rồi các bạn xong sao các bạn. Rồi bạn mới đắp nè. Tiếp tục có người đi with bot nè. Nãy mà đừng có tự quyết các bạn quan tắt chết lại. Quan tắt tắt lại các bạn. Các bạn chấp nhận các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn chấp nhận với tự quyết đi các bạn tăng 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn tự quyết lên nè. Sau đó các bạn mới đắp lên nè. Rồi xong đầu tiên thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chiếc chocolate của mình nha các bạn. Thì các bạn ngay địa chỉ chocolate của mình ra nè. Bạn sao chép thôi các bạn. Rồi bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn điền là username Twitter của tất cả bạn nha các bạn. Dòng thứ ba thì các bạn điền là username Facebook của bạn nè. Dòng thứ tư thì các bạn điền là username Telegram của bạn nè. Rồi tiếp tục gửi liên gì Witbot nè. Thì các bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nè. Tại gì đâu mà Twitter mình sâu sâu dưới ta. Như vậy anh ta nè, như vậy một hồ sơ. Rồi các bạn chia sẻ nè. Mình sẽ chấp liên kết. Lần này mà mình không á dính là mình không có chơi trang công an cấp đâu. Sao mình xui quá, mình không nhận được tô cặn từ công an cấp gì vậy. Rồi bấm bấm theo Sony góp. Rồi bằng lướt trang mà. Chọn hình ảnh tất cả núi và đồi. Núi đồi núi. Rồi bạn xác nhận các bạn. Rồi ok các bạn đã xong rồi góp xong đi các bạn. Ok vậy video mình đã chia sẻ cho các bạn tham gia chương trình để góp nhận 20 tục cần em bắt đến đây cũng kết thúc rồi mà. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn về những video clip tiếp theo từ mình nhé.